hoan nghênh các bạn đã hợp tác và tham gia vào đội ngũ ngành đánh bắt xa bờ của đất nước chúng tôi phạm vi đánh bắt xa bờ của đài loan trải rộng trên ba đại dương do công việc đánh bắt mang tính thử thách để đảm bảo sự an toàn thuận lợi cho bạn trong quá trình làm việc đề nghị phải chú ý đến những quyền lợi của bản thân mình trước khi quyết định tham gia vào đội ngũ đánh bắt cá bạn sẽ cùng với chủ thuyền ký kết một bản hợp đồng lao động đồng thời ký kết với công ty môi giới một bản hợp đồng phục vụ nội dung bao gồm thời hạn hợp đồng nội dung công việc tiền lương bảo hiểm phí giao thông thời gian nghỉ ngơi bảo hộ lao động tai nạn ngoài ý muốn thương tật dịch vụ môi giới vay mượn nghĩa vụ phạt khi vi phạm hợp đồng giải quyết tranh chấp tiếp theo sẽ nói rõ từng mục theo thứ tự 1. Thời hạn hợp đồng. Khi ký kết hợp đồng, cần phải đặc biệt lưu ý thời hạn bản hợp đồng từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, phải nắm rõ và ghi nhớ ngày tháng năm. Nếu trong thời gian thuyền cá đang đánh bắt ngoài khơi đúng lúc hợp đồng hết hạn thì thời hạn hợp đồng sẽ được phép tự động kéo dài cho đến khi đợt đánh bắt kết thúc. Trong trường hợp mãn hạn hợp đồng nếu bạn và chủ thuyền đều đồng ý gia hạn thêm thì hai bên phải ký kết lại hợp đồng mới. 2. Nội dung công việc. Dù bạn làm việc trên chiếc thuyền nào, đảm nhiệm chức vụ và phạm vi công việc ra sao đều được đảm bảo theo hợp đồng lao động. Nếu chưa nhận được sự đồng ý của bạn hoặc chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi thuyền theo quy định, bất cứ ai cũng không được phép dùng hình thức ép buộc để điều động bạn đến làm việc trên thuyền cá khác. 3. Tiền lương. Chủ thuyền ngoài cung cấp thực phẩm cho việc ăn uống trên thuyền ra, còn phải tuân thủ theo hình thức hợp đồng đã ký, trả đủ toàn bộ tiền lương hàng tháng cho bạn. Bạn có thể yêu cầu chủ thuyền chi trả lương bằng tiền mặt hoặc có thể yêu cầu chủ thuyền chuyển khoản đến tài khoản bạn chỉ định. Phí chuyển tiền do chủ thuyền chi trả tiền lương tháng không được phép thấp dưới 550 đô la Mỹ. Khi bạn nhận tiền lương cố định hoặc tiền thưởng do chủ thuyền cho thêm, nên nhớ ký tên hoặc in dấu vân tay trên hóa đơn để bảo vệ quyền lợi của bản thân. 4. Bảo hiểm. Chủ thuyền phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm ngoài ý muốn, bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ cho bạn. Trong đó dạng bảo hiểm y tế chi trả theo thực tế không được phép thấp hơn 300.000 đầy tệ. Hạn mức bảo hiểm nhân thọ không được phép thấp hơn 1 triệu 500.000 đầy tệ. 5. Phí giao thông Khi bạn xuất phát từ quốc gia của mình cho đến khi lên đến thuyền cá, toàn bộ chi phí giao thông đều do bên chủ thuyền trả. Nhưng nếu vì lý do cá nhân, bạn chưa đến làm việc trên thuyền cá và không tham gia lần đầu ra khơi đánh bắt, thì toàn bộ chi phí giao thông từ nơi xuất phát đến khi lên thuyền bạn phải tự chi trả. Khi hợp đồng kết thúc, chi phí giao thông trở về nước theo nguyên tắc do chủ thuyền chi trả. Tuy nhiên, nếu trong thời gian làm việc do vi phạm pháp luật bị trục xuất về nước hoặc vì lý do cá nhân hủy hợp đồng trước thời hạn, thì bạn phải tự chi trả chi phí giao thông về nước, tính theo tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. 6. Thời gian nghỉ ngơi Căn cứ theo quy định, thời gian nghỉ ngơi của bạn mỗi ngày không được ít hơn 10 giờ đồng hồ. Hơn nữa, mỗi ngày phải được nghỉ ngơi ít nhất 6 giờ liên tục. Tổng số thời gian nghỉ ngơi cộng gộp lại trong 7 ngày, không được ít hơn 77 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của ngành nghề đánh bắt cá, nếu do yêu cầu an toàn khẩn cấp của công việc, của nhân viên hoặc của thuyền cá, dựa trên tình hình sức khỏe của cá nhân cho phép, đồng thời sau khi đã thỏa thuận với chủ thuyền hoặc thuyền trưởng bạn có thể phối hợp làm thêm giờ, nhưng đừng quên phải sắp xếp thời gian nghỉ bù. 7. Bảo hộ lao động. Để bảo vệ an toàn lao động, khi làm việc trên bon tàu phải mặc áo phao bơm hơi cứu hộ. Chủ thuyền phải đảm bảo các trang thiết bị đầy đủ các loại đồ cứu hộ đạt tiêu chuẩn, ví dụ như xuồng cứu sinh, áo phao bơm hơi và vòng phao cứu hộ vân vân. Ngoài ra để tạo môi trường làm việc thuận lợi cho bạn chủ thuyền phải cung cấp miễn phí cho bạn tất cả những trang thiết bị cần thiết để sử dụng cho công việc. Ví dụ, ủng, găng tay, áo chống rét, vân vân. 8. Thương vong ngoài ý muốn Nếu trong quá trình làm việc, người lao động bị thương hoặc bệnh tật, chủ thuyền phải nhanh chóng sắp xếp cho người lao động được điều trị y tế. Đặc biệt trường hợp bị thương hoặc bệnh tật, ngay trong lúc thi hành nhiệm vụ, chủ thuyền phải chịu trách nhiệm chi trả hết phí điều trị y tế. Trong trường hợp không may, không thể lập tức điều trị hoặc thậm chí bị tử vong, chủ thuyền có trách nhiệm gửi vật dụng cá nhân và đưa bạn đến cho người mà bạn chỉ định. Chi phí vận chuyển sẽ do chủ thuyền chịu trách nhiệm. Công ty môi giới cũng sẽ hỗ trợ liên lạc với người thân của bạn để lo hậu sự và xử lý bảo hiểm đền bù. Nhưng nếu bạn bị bệnh tật hoặc bị thương không phải trong khi làm việc gây nên. Và bệnh viện chẩn đoán bạn tạm thời không thể làm việc bình thường được. Chủ thuyền có thể kết thúc hợp đồng trước thời hạn. 9. Dịch vụ môi giới Công ty môi giới cung cấp những dịch vụ bao gồm giúp bạn làm tất cả những thủ tục, văn bản cần thiết để đến làm việc trên thuyền cá Đài Loan, sắp xếp đưa đón bạn đến nơi làm việc, đến khi hết hàng hợp đồng về nước, môi giới sẽ hỗ trợ bạn trao đổi với chủ thuyền. Môi giới phải nói với bạn những nguyên tắc quản lý sinh hoạt và quy định công việc trên thuyền, sắp xếp đưa bạn đến bệnh viện chỉ định để làm kiểm tra sức khỏe, giúp bạn phiên dịch tư vấn, vân vân. Bạn phải ghi nhớ số điện thoại liên lạc khẩn cấp của công ty môi giới để lập tức phản ánh về những vấn đề bạn đang gặp. Khi ký kết hợp đồng phục vụ với công ty môi giới sẽ phải liệt kê rõ các mục và số tiền các khoản thu phí làm hồ sơ, thủ tục, phí khám sức khỏe. Ngoài số tiền ghi trong hợp đồng, công ty môi giới không được phép thu thêm phí phục vụ hoặc phí tuyển mộ. 10. Vay mượn. Nếu như bạn có nhu cầu vay mượn tiền của môi giới hoặc chủ thuyền hoặc nhờ họ giúp bạn tạm ứng trước chi phí, thì trên hóa đơn cần ghi rõ người cho vay, hạng mục, số tiền và phương thức trả. Nhất định phải do bạn tự xác nhận, xong sau đó mới ký tên hoặc in dấu vân tay. Bất kỳ ai cũng không được phép vi phạm hình thức thanh toán nợ đã thỏa thuận ghi trên hóa đơn. Càng không được phép tự ý khấu trừ tiền lương của bạn để xem đó là tiền phạt vi phạm hợp đồng hoặc tiền bồi thường. 11 nhu cầu đặc biệt. Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt hoặc có những điều kiên kỵ vì lý do tín ngưỡng tôn giáo hay thói quen phong tục tập quán, phải thông báo trước với chủ thuyền, thuyền trưởng, cán bộ và công ty môi giới. 12. Nghĩa vụ Bạn nên tuân thủ hợp đồng, tuân thủ pháp luật Đài Loan và quốc gia có cảng. Nên trân trọng tất cả nguồn vật tư do chủ thuyền, thuyền trưởng và cán bộ cung cấp, không nên sử dụng lãng phí tuân thủ theo sự chỉ huy hợp lý của chủ thuyền, thuyền trưởng và cán bộ, không được phép có hành vi đe dọa, tụ tập đánh nhau, phá hoại của công, tự ý nghỉ việc hoặc cố ý không theo thuyền ra khơi, càng không được phép mang theo vũ khí, súng, đạn dược, ma túy và hàng cấm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty môi giới làm các thủ tục hồ sơ, bạn cần phải cung cấp tư liệu cá nhân chính xác. Nếu tư liệu không xác thực, khiến cho việc xuất cảnh gặp khó khăn, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm. 13. Xử lý vi phạm hợp đồng. Nếu bạn muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo trước với chủ thuyền và công ty môi giới. Tuy nhiên cần lưu ý, do bạn muốn kết thúc hợp đồng sớm hoặc do vi phạm quy định hợp đồng gây tổn thất cho chủ thuyền hoặc công ty môi giới, ngoại trừ những lý do bất khả kháng, nếu không thì bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tương tự, nếu như chủ thuyền hoặc công ty môi giới kết thúc hợp đồng trước thời hạn gây tổn thất cho bạn thì họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bạn. 14. Ký kết. Chủ thuyền và công ty môi giới nên cho bạn đủ thời gian để xem xét nội dung hợp đồng. Sau khi bạn đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân mới ký kết một bản hợp đồng lao động với chủ thuyền Đài Loan và một bản hợp đồng dịch vụ với công ty môi giới Đài Loan. Đồng thời xin lưu ý, bạn phải giữ lại một bản hợp đồng mà mình đã ký kết. Đề nghị nên dùng điện thoại chụp lại ảnh của các tài liệu quan trọng như hợp đồng và các văn bản khác để tiện cho việc kiểm tra sau này. Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho bạn môi trường làm việc an toàn và thân thiện. Nếu như bạn gặp phải bất cứ vấn đề nào gây tổn thất đến lợi ích cá nhân, tranh chấp tiền lương hoặc bị đối xử không công bằng thỏa đáng, thì đừng nên do dự, phải lập tức phản ánh với cơ quan chức năng. Tuyệt đối không nên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề tại Đài Loan. Bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955. Đường dây cung cấp phục vụ tư vấn khiếu nại bằng tiếng Trung, tiếng Anh, Thái, Indonesia và tiếng Việt. Còn khi ở hải ngoại, có thể gọi số 886 2 8073 3141 Hoặc tìm đến văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài, tìm nhân viên giám sát, nhân viên thanh tra, chuyên viên thuộc văn phòng đại diện tại nước ngoài để đưa ra yêu cầu khiếu nại. Ngoài ra cũng có thể phản ánh với nhân viên thanh tra khi thuyền cá trở về bến cảng Đài Loan. Sở ngư nghiệp đã thành lập nền tảng dịch vụ tương tác dành cho thuyền viên nước ngoài Happy Fisherman với các loại ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog và tiếng Việt để cung cấp thông tin có liên quan đến quyền và lợi ích của thuyền viên, thông tin cơ bản về đánh bắt xa bờ và đơn khiếu nại trực tuyến. Trước khi được tuyển dụng, bạn nên lên mạng tìm hiểu trước về tình hình công việc tàu cá hoặc thông qua nền tảng này đề xuất khiếu nại. Chính phủ sẽ bảo vệ toàn bộ thông tin khiếu nại của thuyền viên, đảm bảo quyền và lợi ích của thuyền viên hy vọng các bạn lao động vui vẻ ra khơi an toàn trở về sở ngư nghiệp bộ nông nghiệp đài loan quan tâm bạn